Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án một căn nhà được xây dựng độc lập duy nhất một căn, cách với đường ô tô là đây mọi người ạ. Cách với lại tuyến đường Quang Trung Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 30m, gần với lại tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, gần với lại tuyến nhà chờ xe buýt ở BRT. Với cái vị trí căn nhà này thì hướng nhà là hướng Tây Bắc, 41m2, thiết kế và xây dựng 4 tầng ra sao, độc lập duy nhất một căn thôi mọi người ạ. Đây là đường ngõ trước nhà. Với cái căn nhà này thì ô tô có thể vào tận cửa. Với cái thiết kế 41m2, vuông vắn trên sổ đỏ và được thiết kế xây dựng 4 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà như sau: mặt tiền 3m1, chiều dài thì là 13m25 và mặt hậu cũng vậy. Căn nhà này vuông vắn, thiết kế theo chiều sâu. Với cái căn nhà này hoàn thiện gần như chỉn chu xong hết, có thể dọn đồ về và ở ngay vị trí đi lại giao thông vô cùng thuận tiện, rất là gần với ngã Ba Ba La Hà Đông, gần với lại khu đô thị Văn Phú. Nói chung giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông hoặc là Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, thẳng tắp đi lên theo cái tuyến đường sắt trên cao Cát Linh. Mời người theo em vào khám phá cụ thể với cái căn nhà này. Hướng nhà là hướng Tây Bắc. Đây là cái phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thì ở đây chủ nhà thiết kế là để xe. Nếu như cái căn nhà này xe ô tô nhỏ mọi người nhá, có thể vào tận nhà, còn nếu như mà ô tô 7 chỗ thì để ở bên ngoài thôi. Bởi vì cái mặt tiền này của căn nhà thì có 3m1. Và với cái căn nhà này thì thiết kế cửa cuốn. Phần hoàn thiện cơ bản của cái căn nhà này thì chỉn chu xong hết rồi. Và với cái thiết kế của ngôi nhà này thì rất là hợp lý, độc đáo, chắc chắn quý khách hàng sẽ rất là thích. Với cái phần thiết kế sắp tới đây, ngoài sẽ quay và giới thiệu cho mọi người. Đây là phần tầng 1. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt và hoàn thiện xong hết. Hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng lắp đặt xong hết rồi. Với cái phần sơn nhà là màu trắng mọi người ạ. Tông màu chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền kích thước gạch 80-80, màu trắng luôn. Và đây là cái không gian phòng bếp. Căn nhà này bây giờ mới là ưu điểm này mọi người này. Cái ưu điểm của căn nhà này nó có 10m lưu không ở ngoài đây. Đây, thưa quý vị. Rất là thoáng, rất là rộng. Ở đây thì nhà nào cũng có cái khoảng không sử dụng lưu không như thế này mọi người nhá. Và đây hướng đằng sau thì là hướng đông nam, rất là mát. Cái bãi đất trống đằng sau này, ở đây sau này nó là đất dự án rồi mọi người ạ. Và với cái thiết kế không gian này thì quý vị có thể chế biến đồ tươi sống, hoặc là với cái không gian này thì quý vị có thể thiết kế trồng cây, trồng hoa lan ở đây, rất là hợp lý. Với cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà thì là màu sơn trắng. Toàn bộ là màu trắng từ tầng 1 cho tới lên tầng 4. Và cái tông màu bếp đây mọi người ạ, rất là trẻ trung. Đây, với cái tông màu xanh nhạt rất là hợp lý. Tủ gỗ MDF lõi xanh mọi người nhá. Với cái không gian bếp rất là rộng. Ở đây thì có thể thiết kế là một cái tủ lạnh side by side. Không gian bếp này thì quý vị có thể để cho ngoài ở đây một bộ bàn ăn, rất là hợp lý, rất là chill. Đây là cái cửa để đi ra cái phần lưu không này, mở ra cực kỳ là thoáng. Cái hướng đằng sau đó, hướng đông nam, nó rất là mát mọi người ạ, cực kỳ là hút gió. Cửa trước, cửa sau hút gió cực kỳ. Với cái mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì là ở đây thì là toàn bộ là ốp gạch. Và với cái phụ kiện bếp thì đều đã được lắp đặt xong hết. Theo đúng như hiện trạng căn nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn. Tất cả những cái căn nhà Ngọc Ánh quay và review cho quý vị 100% về pháp lý là chuẩn chỉnh. Review về cái đường hướng giá cũng gần như là chuẩn chỉnh 100%. Giá bán từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng quý vị nhá. Có thương lượng nếu như mà quý vị thiện chí đi xem và ưng nhà. Với cái phần tầng 1, ngoài ra thì ở đây thiết kế thêm cho mình một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1 thiết kế đầy đủ công năng sử dụng, nhỏ nhắn xinh xắn, hợp lý ở dưới. Với cái lavabo rửa tay, bồn cầu cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Với cái phần ngăn cách giữa tầng 1 đối chiếu ra cái phần cửa chính thì ở đây chủ nhà đã thiết kế cho mình ngăn giữa cái phần cầu thang ở đây một cái vách CNC nghệ thuật rất là đẹp. Gỗ mọi người ạ, rất là chắc chắn. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Với 41m2, thiết kế hiện đại, rất là rộng rãi, từng phòng riêng biệt. Tầng 1 để xe riêng, phòng bếp riêng, có một khoảng lưu không. Tầng 2 thiết kế ở đây là không gian phòng khách.
với không gian phòng khách này rất là thoáng mát mọi người nhé. Cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao. Ở đây thì chủ nhà có thiết cho mình một cái, ở đây là một cái không gian để làm phòng khách, kệ tivi, vách PVC này, rất là đẹp, đơn giản đẹp. Đấy. Phần tông màu sơn, đèn led chiếu sáng. Ở cái không gian phòng khách thì thiết kế ở đây là sàn gỗ công nghiệp mọi người nhé. Giật cấp 2 bậc là chúng ta có thể đi lên đây. Một phòng ngủ, một phòng vệ sinh siêu rộng. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 2, rất là thoáng. Với cái căn nhà này, phòng ngủ nào cũng đầy đủ ánh sáng, đầy đủ cửa sổ tự nhiên để lấy cái không gian, lấy cái ánh sáng vào trong ngôi nhà. Cửa sổ thiết kế 2 lớp rất là đầy đủ, với cái bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Phòng nào cũng có đầy đủ đầu chờ, ống chờ, dây chờ, át chờ điều hòa. Phòng ngủ này cũng được thiết kế là sàn gỗ. Với cái căn nhà này, vị trí đi lại cực kỳ là thuận tiện, cách có 30m thôi là gần như là ra tới ngã Ba Ba La Hà Đông. Với cái giá chào bán hiện tại của chủ nhà đưa tới tay khách hàng với cái căn nhà này xây dựng độc lập hướng nhà Tây Bắc là 5.900.000 đồng bao toàn bộ phí thuế. Mọi người cứ yên tâm rằng nhà tốt cam kết 100% giá bán đưa ra tới tay khách hàng là giá bán từ chủ đầu tư nhờ nhà tốt bán với cái giá rất là chuẩn chỉnh. Mọi người cứ yên tâm luôn, nếu như mà phát hiện ra em báo sai thì em sẽ chịu trách nhiệm với cái lời nói của mình. Còn yên tâm một điều là cái giá bán là cái giá có thương lượng với quý khách hàng nào thiện chí mua nhà với cái căn nhà đấy quý vị nhé. Tiếp theo, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ, rất là chắc chắn. Với cái căn phòng ngủ này thì cực kỳ là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Và đây là cái phần phòng vệ sinh ở phía tầng 2, sử dụng cho tầng 2. Đầy đủ, ở đây hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối và lavabo bàn đá. Đây, nước ở đây thì sử dụng nước sạch Sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Nhà này thì xây dựng độc lập một căn, kiên cố tường móng mọi người ạ. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm, cái chất lượng xây dựng hiện nay thì chủ nhà nào cũng vậy, rất là uy tín, rất là cẩn thận và chỉn chu công năng sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà. Mời người theo em lên khám phá tiếp theo tầng 3 nhé. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Tất cả ở phía tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thì ở tất cả cái phần cầu thang đi lên là có đều có cửa sổ thông thoáng mọi người nhé. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Tầng 3 của ngôi nhà thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Căn nhà này để mà nói gần như là ba mặt thoáng mọi người ạ. Ánh sáng vào tự nhiên, ngập tràn trong không gian phòng. Đặc biệt cái phía đằng sau này thì hiện tại nó là đất không, cho nên nó cực kỳ là thoáng luôn. Quan trọng nhất là ở phía dưới tầng 1 ấy mọi người, nó có một cái khoảng lưu không rất là hợp lý. Với diện tích 41m², căn nhà thiết kế cũng rất là rộng. Hệ thống trần thạch cao, các phòng ngủ đều được lắp đặt với màu tông sơn chủ đạo là màu trắng, cửa thông phòng là cửa gỗ. Hành lang để đi vào giữa các phòng nó là 1m2. Đây. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà, chúng ta đã có 3 phòng ngủ riêng biệt, phòng nào cũng vuông vắn, phòng nào cũng rất là dễ dàng kê đồ nội thất, thiết kế rất là hợp lý, cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao. Thiết kế đơn giản nhưng mà nó rất là nhã nhặn mà không thiếu phần tinh tế mọi người nhé. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3 của ngôi nhà. Tương tự như tầng 2, phòng vệ sinh đầy đủ cái dây chờ, đầu chờ, bình nóng lạnh. Ở đây thì là có cửa sổ thông thoáng, bồn cầu, lavabo. Đây. Như quý vị nhìn thực tế. Theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà này thì quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Giá chào bán thì đa phần gần như nhà của bên Ngọc Ánh chào bán cho tới tay quý vị khách hàng đều là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Cho nên quý vị cứ yên tâm là tất cả về cái pháp lý được chuẩn chỉnh thì mới vay được ngân hàng. Và với cái căn nhà này cũng vậy, quý vị có thể vay được tối đa 70% giá trị ngôi nhà sau khi ngân hàng định giá với những ngân hàng uy tín nhất, ví dụ như BIDV này, PCBank này. Mời theo em nên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhá. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 4 thì ở đây có một cái ô giếng trời lấy ánh sáng toàn bộ xuống khu vực cầu thang, sử dụng 4 tầng. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ở đây là khu vực để máy giặt mọi người nhé. Đây, để riêng sàn thoát nước đầu vào ổ điện, để riêng máy giặt ở đây. Với tầng 4 ở đây thì thiết kế một phòng thờ siêu rộng. Quý vị có thể sử dụng tùy công năng sử dụng, nhưng Ngọc Ánh review chi tiết cụ thể từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà
Quý vị có thể tưởng tượng ra căn nhà này thiết kế ra sao. Trên với tầng 4 này thì không lát sàn gỗ mà thay thế vào đấy là lát gạch. Gạch này thì kích thước gạch là 80-80. Đó. Hành lang đi vào rất là rộng. Phần còn lại sân phơi. Với cái phần sân phơi đây, mọi người có thể nhìn này, cực kỳ là rộng. Đó. Thông thoáng. Xung quanh đất trống, rộng rãi, thoáng mát. Từ cái căn nhà này mà đi lên tới trung tâm hành chính quận nó chỉ khoảng tầm 2,5 km thôi. Đi lại thuận tiện, cách với cầu trắng khoảng tầm 4,5 km mọi người ạ. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.